Thành thử ra cái người mà không quên chuyện cũ là một sự đau khổ lớn cho mình. Có nhiều khi cái chuyện nhỏ nhưng mà vợ chồng cũng không nói được một cách nhẹ nhàng, cũng phải nạt nộ, cũng phải nói những cái câu nghe rất là nặng nề. Mà hễ cái người mà nói nặng nề thì người kia nghe chịu không nổi là bắt đầu phải lên tiếng. Mà có những người á, sau cái chuyện đó nó xảy ra rồi, 3 năm sau vẫn nhớ, mỗi lần giận là nói tiếp. 10 năm sau vẫn nhớ, mỗi lần giận là nói tiếp. Thành thử ra cái người mà không quên chuyện cũ là một sự đau khổ lớn cho mình. Bây giờ mình muốn như vậy thì mình phải tập sao? Quá khứ qua rồi, mình phải nhìn những gì đang hiện tại. Quý vị thấy những người mà người ta ôm ấp một cái quá khứ, người ta sống khổ lắm. Cái lời nói mình chửi rủa người khác nó cũng mất cái phước của mình. Trong khi đó mình có được một giọng nói hay, và mình có được một cái miệng rất là đẹp, nhưng mình lời nói của mình không hay thì mình mất phước. Mà mình đã mất phước thì phước đâu nữa mình cảm hóa con mình. Trong khi đó con mình nó cũng không có phước. Cũng giống như là nó là cây khô mà bản thân mình thì không có nước. Mình không có nước để tưới cây khô thì cây khô nó sẽ chết, và mình cũng không có nước. Cho nên mỗi một khi mình làm cái gì sai, mình nghĩ mình đang tích lũy cái giọt nước để tưới tẩm cho con của mình. Lấy con mình làm một cái biểu tượng, làm cái điểm để mình vượt tất cả mọi khó khăn, nhẫn nại tất cả để làm sao tạo được những giọt nước bổ dưỡng cho con mình, như mấy ngày nay quý vị làm. Cho nên mình phải đủ cái kiên trì để mình vượt được tất cả cái đó. Đừng có giận ai mà mình tự vắng mặt cho những cái buổi cần có mặt. Ví dụ dỗ cha mẹ, mình giận anh giận em đâu có liên hệ gì tới cha mẹ. Mà có nhiều khi trong một gia đình cúng dỗ mà hãy có người này không có người kia, có người kia thì không có người này. Thiệt sự cái buổi cúng dỗ đó đó, quý vị biết không, tại mình không thấy thôi, chứ cha mẹ buồn đó, cha mẹ sẽ rất tủi đó. Cho nên mình nên dẹp cái ngã đó đi. Cái đó là sống bằng bản ngã đó. Mà cái ngã là cái tôi, mà cái tôi của mình nó nhỏ xíu à. Còn cái đại thể nè, đại thể mới quan trọng. Còn cái mình là tiểu ngã thôi, ở đây là đại thể. Cho nên mình bỏ được cái đó gọi là tu đó. Mình cứ luôn luôn tâm niệm ta không là gì, ta mới là tất cả. Phải không? Ta không là gì, ta mới là tất cả. Quỵt nợ người ta là một hình thức ăn cắp rồi. Mà mình mượn tiền người ta, mình hứa trả mà mình không trả là một hình thức nói dối rồi. Đó là cái ý thức. Cho nên nó Pháp Hoàng nói thật với đại chúng, mà mình có tài giỏi cỡ nào cũng không bằng mình có ý thức sống. Cho nên cuộc đời này á, mình biết làm ra tiền, mình biết học ra bằng cấp, nhưng có một cái không biết điều là không có gì làm được. Làm sao để tích phước, không cần làm chuyện lớn lao nếu mình không có khả năng. Mỗi ngày nếu mình chịu tích, không thiếu đâu. Từ cái miếng ăn, từ chai nước, thậm chí mình thấy giày dép để ngổn ngang, mấy bác đi té đó, chịu khó sắp giày dép lại đàng hoàng. Có những người người ta để đôi giày ngoài kia mà trong này mưa người ta không biết. Mình tới mình thấy ướt giày người ta, chịu khó bưng vô, phước đó. Nhưng nếu mình cũng có khởi được một cái tâm, kệ người ta đi, không phải chuyện của mình. Mình nói vậy cũng ai làm gì được mình đâu. Nhưng mà ngay nơi đó thấy được cái tâm sống của mình. Còn nếu như mình nói con phụ mẹ đem mấy đôi giày vô con, để một lát ta ướt, chính chỗ đó quý vị đang dạy con mình một cách sống đẹp tuyệt vời. Và cái hình ảnh của một người mẹ sống mà biết lân mẫn cho người khác, một người hình ảnh của người cha sống lân mẫn cho người khác, mình chết rồi nhưng hình ảnh đó không mất trong tâm của con mình. Hồi nhỏ con nhớ mẹ con sống vậy. Tại vì đại chúng nhớ là một câu nói mình nói lúc nó nhỏ nó vẫn hằn trong lòng. Một cái cách sống mình đẹp nó vẫn hằn trong lòng. Vậy mình tích ở đâu? Đi đâu để mà tích? Ngay trong đời sống chúng ta thôi chứ gì đâu. Cho nên có một vị hòa thượng dạy nè, quý vị muốn nói về ai, xin hãy nhớ một điều, nhớ tích cái đức ở khẩu, gọi là khẩu đức. Có nhiều người nói không kiên nể, nói mà không sợ tội lỗi, tổn cái đức của cái khẩu. Cho nên làm gì làm nhớ chừa chút khẩu đức.
làm gì làm chứa một chút ở cái thân đức, ở cái ý đức. Cho nên không có đâu xa, ngay đời sống chúng ta. Ví dụ như á, mình đi bất cứ nơi nào, cái gì mình thấy mình giúp cho người. Có cha mẹ nào mà đem thức ăn mà hư dở cho con mình ăn không? Không. Có thể cha mẹ ăn cái đó, nhưng mà nhường cái phần ngon cho con mình. Mục đích là để cho con mình mạnh khỏe. Nhưng mà khổ thay, con nó lớn lên nó khỏe, cái bắt đầu nó đi tìm độc tố, nó đem vô cái cơ thể nó. Như vậy thì chúng ta sống và chúng ta bất hiếu là gì? Nhiều khi không phải chửi cha chửi mẹ nữa, mà nhiều khi cái cách sống của mình là một cái hình thức bất hiếu rồi. Mình sống mà mình không có làm cho thân thể mình được khỏe mạnh, do cha mẹ cho mình một thân thể khỏe mạnh, thì chính mình tàn hoại thân thể mình. Trên bất hiếu đâu phải chỉ chuyện chửi cha chửi mẹ không nuôi dưỡng, mà coi chừng cái cách sống của mình đối xử tệ bạc với thân mình, mà không làm được cái gì làm cho cha mẹ. Cha mẹ nuôi mình để mình khỏe mạnh mà. Cho nên cái người mà người ta thương mình mà mình không có hiểu được cái cách đó thì là mình sống khổ. Có những người người ta cho mượn nợ, người ta không lấy lời. Thì cái người mà không lấy lời là ai của mình? Là ân nhân. Còn cái người mà người ta cho mình mượn nợ mà ta lấy lời là ta làm ăn sòng phẳng với mình, đằng nào cũng phải trả hết. Dù họ không tính với mình, nhưng mà mình nợ người ta, mình không nợ người ta ở món tiền, nhưng mình nợ cái ân rồi. Trong khi mình sa cơ thất thế là người đó đã sẵn lòng cho mình mượn tiền mà không hề đặt một vấn đề lời lỗ với mình. Mà thậm chí là họ cũng chẳng đòi mình nữa, chẳng qua là đến lúc thì mình phải trả thôi. Dù họ không đòi nhưng mà đừng quên nha, không trả bây giờ thì trước sau cũng phải trả chứ. Nghe họ im im nó nói chắc quên. Họ quên nhưng mà nhân quả đâu có quên. Thí dụ như lỡ mình họ quên cái nợ đó với mình đi, nhưng mà thực tế nhân quả. Thế một người mà thắng là phải có một người khác thua. Đôi khi thôi mình làm người thua đi để người khác được thắng. Tại sao? Tại có thể mình có phương pháp hóa giải cái hơn thua, vượt được cái thua. Có nhiều người người ta không làm được việc đó. Người ta thua người ta có thể tự vẫn ta chết. Còn thôi bây giờ mình đã thấu đáo được cuộc đời rồi, thôi mình nhận. Nếu lỡ có thua, dĩ nhiên là mình sẽ làm hết lòng. Nhưng mà nếu thua, hoan hỷ. Bởi vì cái mình thua để người khác thắng. Bây giờ Phó Bà ví dụ thưa đại chúng là đang ngồi nghe giảng vậy mà lát đứng dậy đi lên lụm được 50 á. Trời ơi, nay đi chùa hên ghê. Nhưng mà mình hên mình lụm được tiền thì người mất ta nói sao? Xui, trời ơi, nay đi chùa xui ghê. Phải vậy không? Cho nên ở đời á, hên không thật hên mà xui không thật xui. Bởi vì cái hên của mình là cái xui của người khác. Cho nên các pháp như vậy, như vậy. Phật rằng ai nữa cũng là, ai đi nữa cũng là như vậy thôi. Thế thì mình sanh ra cuộc đời này cũng sống chết. Phật có sống chết không? Có. Nhưng mà cái khác ở cái chỗ là Phật hiểu được sống chết, cho nên Phật sống chết như vậy. Sống như vậy, chết như vậy. Còn mình vẫn sống chết, nhưng mình không như vậy.